Chỉ 2 đến 3 năm trở lại đây, chủ đề về TPP và AEC mở ra nhiều cơ hội cũng như mang đến nhiều thách thức cho cả doanh nghiệp lẫn lao động Việt Nam. Người ta nhắc nhiều đến việc lao động Việt Nam cần gì để đón sóng TPP và AEC. Trên thực tế, một trong những rào cản lớn nhất của người lao động Việt Nam để hội nhập là khả năng ngoại ngữ. Theo số liệu của jobstreet.com, Việt Nam chỉ đứng hạng 4 trên 5 về tiếng Anh so với các nước được khảo sát là Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia. Cũng theo khảo sát, chỉ có 5% lao động mới ra trường tự tin về khả năng tiếng Anh và có đến 27% thừa nhận kém tiếng Anh. Và cũng theo một báo cáo của Navigos, một công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao, thì trong cuộc khảo sát tại 4 nước là Việt Nam, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan, thì Việt Nam là nước duy nhất đưa tiếng Anh vào top 3 yếu tố quan trọng nhất trong việc đưa ra quyết định tuyển dụng. Điều này cho thấy tiếng Anh rõ ràng vẫn đang là một trở ngại đối với đội ngũ lao động Việt Nam, ngay cả ở cấp độ quản lý. Tôi nghĩ một trong những điểm yếu lớn nhất của các bạn trẻ tại Việt Nam đó là rào cản ngôn ngữ. Nó ngăn cản các bạn tiếp xúc với những cơ hội mới, những nền khởi nghiệp tiên tiến hay thậm chí là tự phát triển bản thân thông qua việc trao đổi làm việc với các đối tác nước ngoài. Tôi nghĩ các bạn trẻ muốn thành công sớm tại Việt Nam thì yếu tố thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là điều kiện tiên quyết để có thể hội nhập. Rõ ràng, thời kỳ nhân công giá rẻ không còn là một thế mạnh của Việt Nam nữa nếu như lao động thiếu chuyên môn, thiếu các kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ. Thực tế này một lần nữa khẳng định vai trò của ngoại ngữ đối với lao động Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Và khi mà ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng được dạy trong trường học chưa đáp ứng được yêu cầu, thì các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tiếng Anh sẽ là những giải pháp cứu cánh hữu hiệu và kịp thời cho giới trẻ. Thực ra là bởi vì em cũng cần một sự chuẩn bị rất là rõ ràng về mặt tài chính, về mặt tinh thần, về mặt học vấn của mình. Đấy, cho nên là em cần ở một cái trung tâm về ba như thứ như đấy để em có thể vững vàng đi một mình ở những cái đất nước khác, những phương trời khác. Quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, có thể nói kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hạn chế, kỹ năng mềm thiếu và kỹ năng quản trị bản thân dường như là không có. Chỉ là 3 trong số những điểm yếu mà các bạn trẻ tại Việt Nam và đặc biệt là giới khởi nghiệp và du học sinh cần cải thiện trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Điều này khiến tôi nghĩ ra một câu hỏi, đó là một đất nước châu Á có thể kém cạnh hơn Việt Nam về tài nguyên, đó là Singapore, lại có thể trở thành một cường quốc lớn mạnh trên thế giới. Mấu chốt ở đây chính là con người và trí thức. Và muốn có trí thức, chúng ta nên bắt đầu vào hai từ đó là giáo dục. Singapore và cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã làm rất tốt điều này, đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào ngôn ngữ để có thể vươn mình trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới. Xuất phát từ ý tưởng như vậy với niềm đam mê và muốn cống hiến cho ngành giáo dục của đất nước, ra trường quốc tế, một CEO 8X đã khởi nghiệp với một mô hình hệ sinh thái giáo dục toàn diện cho giới trẻ, chấp nhận quay trở lại Việt Nam từ nước bạn với chỉ một mong ước đơn giản, đó là xây dựng một cộng đồng trí thức trẻ để làm đòn bẩy nâng tầm trí tuệ Việt trên trường thế giới. Vậy CEO đó là ai? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây. Một thầy giáo tận tâm với học sinh, yêu thích ngoại ngữ, khát khao vươn lên và mong muốn dùng ngoại ngữ để hội nhập. Một CEO 8X quyết tâm trở về Việt Nam từ đất nước phát triển Singapore, mang tinh hoa văn hóa thế giới về phục vụ cộng đồng. Khao khát cống hiến đam mê cho nền giáo dục nước nhà với một trăn trở, muốn thay đổi tư duy Việt, cần thay đổi nhận thức về ngôn ngữ quốc tế. Hơn 4 năm sinh sống ở Singapore thì tôi có 3 cái câu hỏi trong đầu mình, lúc nào mình cũng đặt ra là tại sao một cái đất nước mà nó nhỏ hơn mình về mọi thứ thì tại sao họ lại gì? Có thể là vươn lên như một con rồng mạnh mẽ của châu Á như vậy. Đất nước của họ đô thị hóa rất nhanh và họ dùng giáo dục, họ dùng công nghệ, họ dùng đổi mới, họ dùng giao thương mại quốc tế để phát triển đất nước. Và chỉ trong có vài chục năm thôi thì họ đã đi trước Việt Nam mình rất xa rồi. Quyết tâm sáng lập mô hình hệ sinh thái giáo dục toàn diện cho giới trẻ với một ước mong xây dựng một cộng đồng tri thức, làm đòn bẩy nâng tầm trí tuệ Việt trên trường quốc tế. Chúng tôi có chứng kiến là rất nhiều học sinh Việt Nam mình đạt giải Olympic quốc tế, có ví dụ Olympic toán, tin hoặc là sinh học hóa. Tuy nhiên thì các bạn ấy không đi du học được, lý do về tiếng Anh kém. Thế là bạn ấy mất cái cơ hội du học ở Mỹ, ở Anh và vì vậy là các bạn ấy lãng phí thời gian chờ đợi và sau đó có thể mất cơ hội. Thì tôi thấy đấy là một cái chuyện mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được nếu chúng ta cho các bạn ấy đào tạo tiếng Anh từ sớm. Vâng, thưa quý vị, ngồi ngay bên cạnh tôi lúc này đó là CEO Nguyễn Văn Dũng, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Havina Group. Và lời đầu tiên xin cảm ơn anh Dũng đã tham gia đồng hành cùng với chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay. Xin được chào anh. Xin chào. Xin chào. Vâng, thưa anh, là có thể chưa nói đến vấn đề về kinh doanh, chúng ta hãy có những cái màn giao lưu với nhau. Okay. Và thực sự là tôi rất là băn khoăn vì trông anh rất là trẻ. Vậy thì anh có thể nói cho tôi biết là anh sinh năm bao nhiêu và hiện tại anh bao nhiêu tuổi? Chắc là các bạn đoán được, tôi thì cũng là một CEO của 8X thôi. Tôi sinh năm 1985 và hiện tại là tôi 32 tuổi. 32 tuổi, một tuổi rất trẻ. Vậy thì ở Havina Group thì hiện tại có bao nhiêu nhân sự? Hiện tại thì chúng tôi có khoảng một cộng trừ là 100 nhân sự. 100 nhân sự. Trong đó thì có giáo viên, nhân viên rồi đội ngũ gọi là phụ đạo trợ giảng. Vậy thì với 100 nhân sự thế thì anh đánh giá, anh tự cảm nhận mình là một con người như nào? Rất là khó bởi vì đó là quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là có 3 cái từ mà các bạn hay nói về tôi. Thứ nhất, tôi là một người rất là nhiệt huyết, rất là đam mê với công việc. Thứ hai nữa là tôi rất là cầu thị và luôn luôn giữ cái tác phong chuyên nghiệp trong công việc. Đấy có nghĩa là 2 cái từ tôi nghĩ rằng là có lẽ các bạn sẽ đánh giá tôi như vậy. Vâng. Để xem là những cái lời đánh giá tự bản thân anh nhận xét về mình có đúng hay không thì mời quý vị cùng anh Dũng chúng ta hãy lắng nghe và theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây mà chúng tôi đã ghi nhận được. Không chỉ thầy truyền đạt kiến thức mà thầy truyền cảm hứng cho việc học nó thú vị hơn ạ. Nên là bọn em tiếp thu được rất nhiều. Còn ngoài kiến thức về tiếng Anh ra thì bọn em còn được thầy đào tạo về kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông, tự tin hơn. Anh Dũng là một người rất là dồi dào năng lượng, luôn tươi cười với mọi người. Nhưng có một điểm xấu của anh ấy là mỗi khi anh ấy đói, anh ấy tụt hết năng lượng luôn ạ. Và hầu như mọi người hỏi gì anh chỉ mặt cứ ngồi nghệt ra rồi và hầu như không cười phát nào nữa. Nhất với thầy Dũng đối với em đó là thầy là một người thầy rất biết truyền cảm hứng đến cho các học viên và rất là tận tâm với nghề. Anh Dũng luôn luôn gửi email sớm nhất công ty và cũng là người trả lời email muộn nhất công ty. Và anh Dũng tức là support em trong mọi hoàn cảnh. Mình thấy là thầy Dũng là một người rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Anh Dũng là một người rất là chỉnh chu và ngày nào cũng một phong cách như thế, rất là lịch sự và rất là formal. Không có sự thay đổi nào? Hiện tại thì chưa có sự thay đổi nào. Vâng, thưa Dũng, anh có thể thấy vừa rồi thì các bạn cũng chia sẻ với anh rất là nhiều quan điểm khác nhau, cả tốt lẫn cả những cái ấn tượng mà có thể nói là một ấn tượng xấu chút về mình. Thì anh cảm nhận cái điều đấy như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có nhiều mặt, và có mặt tích cực, có mặt tiêu cực, có những mặt chưa được tốt. Quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi có nhiều cái ưu điểm và có những cái điểm hạn chế. Tôi may mắn là có những cái cộng sự rất là nhiệt huyết, chân thành và có những bạn trẻ bổ sung cho tôi những cái điểm yếu mà tôi nghĩ là cần phải hoàn thiện thêm. Có rất nhiều bạn đã hỏi tôi hỏi câu này rồi, rất nhiều bạn sinh viên, học sinh hoặc thậm chí là các đồng nghiệp cũng đã hỏi tôi hỏi này là tại sao lúc nào mà anh Dũng cũng luôn giữ được cái nhiệt huyết, cái đam mê và cái gọi là cái truyền lửa cho tất cả mọi người. Thì tôi nói rằng là thật sự là trong cuộc sống này thì chúng ta có những lúc rất là thăng hoa, có những lúc cảm xúc rất là tích cực thì tôi muốn làm điều đó cho các bạn đấy. Còn những cái lúc mà tôi có những cái thăng trầm, có những cái mệt mỏi, bởi vì tôi nói các bạn đây là tôi cũng không phải là thần thánh, tôi cũng chỉ là một người phàm bình thường thôi và cuộc sống cũng vậy thôi. Có những cái lúc mà đói, có những cái lúc mệt, có những lúc mình phải rất là áp lực thì mình muốn giữ điều đó riêng cho mình và mình muốn là phải vượt qua nó để mình thách thức bản thân mình để có trở thành một CEO chuyên nghiệp không. Còn tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực đấy cho những cái cộng sự, cho những cái đồng nghiệp và cho những cái học sinh hoặc là những cái đối tác mà tôi làm việc mới, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái năng lượng tích cực đấy cần phải được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Vâng, rất là xin cảm ơn anh về câu chuyện rất là ngắn, một cái đoạn hội thoại rất là ngắn thôi thì cũng để cho khán giả và những đồng nghiệp và những cộng sự của anh có thể hiểu thêm lý do tại sao anh lại có những cái phong cách, có những cái phong thái như vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Được, cảm ơn. Vâng, câu hỏi đầu tiên thưa anh Dũng là rõ ràng anh là một người rất trẻ, vậy thì tại sao anh lại đến với con đường là ngành giáo dục? Chắc hẳn đằng sau cái ý tưởng kinh doanh về ngành giáo dục đấy thì cũng là một câu chuyện khá là dài về con người anh, đúng không ạ? Đúng rồi. Câu chuyện thì có thể bắt đầu từ những năm 2012, 2013 khi mà thực ra tôi sinh ra từ một cái vùng quê của tỉnh Bắc Giang. Thế nên là cuối những năm 2012, cuối 2003, chính xác là 2003 thì khi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và lúc đó thì tôi phải có quyết định là chọn trường. Thế thì thực sự là ngày xưa thì cái quyết định chọn trường của tôi nó cũng rất là buồn cười, nó không được định hướng đầy đủ như các bạn trẻ bây giờ đâu. Thì lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là tôi không được nhiều định hướng từ bố mẹ, cũng không được định hướng nhiều từ những cái người thân xung quanh mình. Vì trong gia đình tôi thì đa số là làm những nghề như là công an hoặc là giáo viên hoặc là quân đội. Các bạn biết là đa số những cái vùng quê Việt Nam là như vậy thôi. Thế thì tôi gần như là phải đưa ra quyết định cho bản thân mình, nó cũng kiểu rất là hên xui. Thế tôi chọn ngành đại học ngoại ngữ bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi muốn vươn lên, tôi muốn dùng ngoại ngữ để tôi hội nhập. Bởi vì tôi cũng có một cái đam mê ngay từ cấp 3, tôi thấy là mặc dù mình chưa được tiếp cận nhiều với những cái văn minh của ngoại ngữ đó, nhưng mà mình thấy là mình yêu thích nó, thì mình cứ chọn đại vào trường đại học ngoại ngữ. Và rất may mắn là tôi đỗ vào trường đại học ngoại ngữ. Đại học ngoại ngữ đúng không? Đại học ấy, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng. Vậy thì cái xuất phát điểm của anh như thế nào mà có thể anh kết duyên cùng với Havina Group ạ? Câu chuyện là như thế này. Thì sau khi vào đại học ngoại ngữ rồi thì tôi có trải qua rất là nhiều những cái công việc, từ gia sư rồi đi làm những công tác về đào tạo, về xúc tiến đào tạo, cũng như là liên quan đến việc là xúc tiến hợp tác quốc tế. Thì sau khi mà tốt nghiệp 4 năm đại học xong thì tôi đã có khoảng tầm gần 3 năm kinh nghiệm làm việc. Và tôi tiếp tục là trải nghiệm cái việc là kết nối quốc tế với tụi mình bằng việc là sang Singapore. Con đường nào mà dẫn anh đến đất nước Singapore anh? Sau khi mà đã trải nghiệm Việt Nam một thời gian, tôi cũng đã làm cho cái tổ chức giáo dục rất là tốt, có uy tín ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là tôi phải quyết định cầu tiến hơn nữa. Tôi muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi muốn là bước ra thế giới để xem là những cái nước gần mình nhất như là Singapore, cũng là một châu Á thôi, thì cái mô hình giáo dục của họ là như thế nào, cái cách làm việc của họ ra sao, và tại sao họ lại đổi mới, họ lại có những cái trường đại học trong top hàng đầu của thế giới như vậy. Mà trong khi Việt Nam mình rất nhiều nguồn tài nguyên về thiên nhiên, con người, và cũng không thiếu sự cần cù và chăm chỉ và thông minh, thì tại sao chúng ta lại không vượt lên được điều đó được. Thế tôi muốn là học hỏi những cái mô hình đào tạo và tiếp xúc với những con người văn minh hơn nữa, như là các nước ở châu Âu, Mỹ, đặc biệt là Singapore, để tôi mong muốn là sau này nếu có cơ hội quay trở về Việt Nam ấy, thì tôi áp dụng những cái mô hình tiên tiến đó để cho các bạn trẻ Việt Nam mình có cái mô hình trải nghiệm, một cái mô hình giáo dục nó hiện đại và nó văn minh hơn. Vâng. Vậy thì ngay từ lúc mà anh ở Singapore thì anh đã có cái tư tưởng là quay trở lại Việt Nam rồi. Và mất bao nhiêu thời gian thì anh làm việc tại Singapore và sinh sống Singapore và anh quyết định quay trở lại Việt Nam? Thực ra là mất khoảng hơn 4 năm. Rất may mắn là tôi là trong hơn 4 năm làm việc ở Singapore như vậy thì tôi có cái thời gian là vẫn thường xuyên về Việt Nam, bởi vì tôi có làm công tác là xúc tiến hợp tác quốc tế đào tạo giữa Việt Nam và Singapore, cũng như là Mỹ hoặc Anh với Việt Nam. Thế nên tôi vẫn thường xuyên là có cơ hội tiếp xúc với các trường đại học, không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, mà tôi tiếp xúc với sinh viên thì tôi có cơ hội vẫn thường xuyên, trung bình là khoảng 1 đến 2 tháng tôi về một lần để làm công tác là xúc tiến cho các chương trình đào tạo cho các bạn, các trường đại học ở nước ngoài về Việt Nam. Thế chính vậy tôi tiếp xúc với các bạn sinh viên, với các hiệu trưởng các trường, và tôi nhìn thấy có một cái điều gì đấy đang thiếu ở Việt Nam. Vâng. Và cũng là một cái động lực để anh trở lại Việt Nam đúng không? Cá nhân tôi nghĩ rằng như này, ở lại hay là về thì nó không quan trọng. Bởi vì trước khi tôi về thì tôi cũng đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi là mình ở lại thì mình có làm tốt hơn được không? Mà mình về thì mình có làm tốt hơn được không? Và có đúng cái điều mình mong muốn không? Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mình yêu nước, mình muốn đóng góp cho các thế hệ trẻ, hoặc là thì điều đầu tiên là mình phải làm tốt cho bản thân mình đã. Điều đầu tiên là mình phải phát huy tối đa những cái năng lực của bản thân mình. Thì tôi mới đặt câu hỏi như vậy, và tôi nghĩ rằng là tôi về Việt Nam, bởi vì tôi nghĩ rằng Việt Nam mới là sứ mệnh của tôi. Tôi muốn quay về nước để thật sự là mở ra một cái mô hình đào tạo, một cái môi trường học tập, và tạo một cái sân chơi cho các bạn trẻ, các bạn ấy phát huy bản thân mình, và từ đó bạn ấy quay trở lại các nước khác như là Singapore, Anh, Úc, Mỹ, Canada, hoặc là các nước khác trên thế giới, để bạn ấy khẳng định cái văn hóa, cái bản sắc Việt Nam mình, và các bạn hội nhập thành công. Vậy thì trên cái con đường, trên cái quyết tâm đấy, trên cái đam mê đấy, thì có gặp phải một cái sự cản trở nào đấy từ phía gia đình không? Bởi vì theo tôi nghĩ là rất nhiều các bạn trẻ hiện tại bây giờ ấy thì rất là mong muốn đi ra ngoài, chứ ít khi mọi người lại mong muốn lại quay trở lại Việt Nam mình. Có phải như vậy không anh? Thực ra thì khi tôi quyết định về Việt Nam ấy, trước khi tôi về thì tôi cũng hỏi tham khảo ý kiến. Đầu tiên là ý kiến của gia đình, những người thân gia đình, bởi vì để làm bất cứ việc gì thành công thì cần có sự ủng hộ gia đình. Thứ hai, tôi hỏi ý kiến của những người sếp cũ của tôi ở Việt Nam, những người đồng nghiệp, và tôi có thể khẳng định với bạn là đến 98% là nói rằng là tại sao bạn lại không ở lại Singapore đi, bởi vì những cái tài năng, những cái sự cống hiến, nhiệt huyết của bạn thì nó sẽ tốt hơn ở đó, chứ không phải về Việt Nam. Bởi vì chúng ta còn rất nhiều những vấn đề ở Việt Nam, ví dụ như là môi trường, hoặc là cơ chế, chúng ta có thể không phát huy được hết những cái sáng tạo, cái điều mình mong muốn. Nó có những cái cản trở nhất định, một cách hữu hình và vô hình, đúng không ạ? Thế thì Tất cả những câu hỏi và những cái chia sẻ đó của tôi cho các người bạn, người cộng sự hoặc là gia đình ấy, thì tôi muốn tham khảo ý kiến. Và quyết định thì tôi vẫn quyết định là tôi về. Và cái lộ trình của tôi về thì nó phải có kế hoạch. Và tôi nghĩ rằng là mình đã có tầm nhìn, đã có kế hoạch, chứ thực sự là nếu mà mình làm cái gì mà chỉ có cái quyết định nhất thời hoặc là mà chỉ có cái đam mê mong muốn thì tôi nghĩ rằng là khả năng thất bại sẽ rất là cao. Thì mình phải có cái kế hoạch rõ ràng, có cái tầm nhìn rõ ràng, mình nhìn được trước những rủi ro, những cái thách thức đó và mình phải có kế hoạch dự phòng. Lúc đó tôi vẫn có nghĩ là nếu mà có thể tôi về Việt Nam 2-3 năm vẫn có thể là gì? Thất bại. Thì cái kế hoạch dự phòng cho mình và gia đình mình là như thế nào? Thì mình vẫn phải có một cái giải pháp dự phòng như vậy. À, vậy thì anh vừa nhắc đến con số 98% mọi người đều nghĩ là tại sao không ở lại Singapore đi. Vậy mà anh vẫn đi ngược lại và anh chỉ chấp nhận là 2% đấy để anh quyết tâm trở về Việt Nam, quyết tâm để có thể là thực hiện hóa đam mê bằng một cái tổ chức giáo dục, đem đến lại một tư duy cho các bạn trẻ Việt Nam. Chắc hẳn là nó phải có một điều gì lớn lao hơn chứ ạ? Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là nó xuất phát từ đam mê và cái tầm nhìn của mình. Cái đam mê của tôi nghĩ rằng là đến thời điểm đó, tức là sau khoảng tầm độ 7-8 năm trải nghiệm giáo dục rồi, thì tôi nghĩ rằng là giáo dục với mình lúc đó nó không đơn thuần là một cái nghề nữa, mà nó có giống như là một cái nghiệp, cái vận mệnh. Và tôi thấy là mình vui nhất, đam mê nhất và làm tốt nhất ở cái lĩnh vực này. Thế nên là tôi thấy là có những cái điểm mình đã tốt, có những cái điểm mình cần phải học hỏi thêm, và tôi quyết định là hãy cho mình cơ hội. Và tôi nghĩ rằng bạn là rất khó có thể tức là tôi nghĩ là tương lai là bất định. Ở thời điểm đó thì tôi nghĩ là không thể gì xác định luôn là, tất nhiên ai cũng cầu tiến cả, mong muốn là nó sẽ thịnh vượng, đúng không? Nhưng mà để mà đưa ra một cái quyết định là nó sẽ thành công đến mức như thế nào hay kia thì tôi đã nhìn được rồi, nhưng mà để khẳng định 100% thì rất là khó. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là cần một sự quyết liệt, và tôi là cái tuýp người làm việc có sự quyết liệt trong công việc, làm việc đến nơi đến chốn, và nếu có thành công thì mình sẽ rất là vui và chia sẻ với cộng đồng, còn nếu mà mình có thất bại thì mình sẽ học được một bài học từ việc đó. Và tôi bắt đầu khởi nghiệp với cái số vốn là 1 tỷ rưỡi, trong tay của tôi có khoảng 500 triệu, và tôi đi vay 1 tỷ. Tôi thấy là có quá nhiều thứ mình cần phải giải quyết, quá nhiều thứ mình cần phải vượt qua, và rất là nhiều khó khăn về nguồn lực con người, khó khăn về nguồn lực vốn, khó khăn về cái năng lực cũng như cái kỹ năng để quản trị một hệ thống. Bởi vì nếu mà mình không có kỹ năng để quản trị một hệ thống, quản trị con người hoặc là thậm chí là thiếu vốn thì chắc chắn là sẽ thất bại. Vâng, thầy Dũng quay trở lại với chương trình Diễn đàn CEO. Mà anh cũng chia sẻ là anh đã bắt đầu ý tưởng khởi nghiệp của Havina ở tại Singapore rồi. Vậy thì khi mà trở về Việt Nam thì anh đã mang cái Havina của mình đến Việt Nam và trải qua những cái cung bậc khó khăn như thế nào? 2011 tôi thành lập ra Havina Singapore với tên gọi là Hà Nội Việt Nam, viết tắt Hà Nội Việt Nam. 2012 tôi về nước, thì lúc đó về thì tôi vẫn làm các chương trình quốc tế của trường đại học Bách khoa Hà Nội với các tổ chức ở Singapore. Thế thì tôi muốn dành một khoảng thời gian từ 2011 đến 2012 để thật sự khảo sát sâu hơn thị trường. Nó gần như là một cái, bởi vì tôi nghĩ rằng là để làm việc một cách bài bản ấy, thì không thể là tự phát được, bởi vì đa số các doanh nghiệp Việt Nam mình thất bại là do làm việc theo kiểu là có đam mê, tức là mình có đam mê cái gì đấy và mình tự phát và mình bắt đầu start up luôn. Thì tôi học được Singapore một cách là họ làm việc rất có bài bản, rất có quy hoạch và có khảo sát, có tính toán các yếu tố rủi ro và cơ hội. Thế nên là tôi dành một thời gian như vậy là vừa làm việc và vừa khảo sát xem là mang Havina từ Singapore về Việt Nam thì có thành công được không. Tôi thấy là có quá nhiều thứ mình cần phải giải quyết, có quá nhiều thứ mình cần phải vượt qua, và rất là nhiều khó khăn về nguồn lực con người, khó khăn về nguồn lực vốn, khó khăn về cái năng lực cũng như cái kỹ năng để quản trị một hệ thống. Bởi vì nếu mà mình không có kỹ năng để quản trị một hệ thống, quản trị con người hoặc là thậm chí là thiếu vốn thì chắc chắn là sẽ thất bại. Vâng, vậy thì số vốn ban đầu tiên khi anh triển khai mô hình Havina tại Việt Nam là tại Hà Nội là bao nhiêu vậy? Một câu hỏi rất là hay, bởi vì là thực sự là rất nhiều bạn trẻ cũng đang bắt đầu khởi nghiệp và bạn ấy sẽ hỏi là mình cần bao nhiêu tiền để start up, đúng không? Tôi khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục được ưu đãi rất là nhiều về mặt chính sách từ nhà nước. Thứ hai nữa là về cá nhân ấy, thì tôi nghĩ rằng sau những thời gian đi làm của mình ấy, thì mình cũng tiết kiệm được một khoản nhưng mà nó vẫn thiếu, và tôi quyết định là mang câu chuyện của mình đi kể với những người mà mình cần hỗ trợ thêm về vốn, và tôi bắt đầu khởi nghiệp với cái số vốn là 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ rưỡi. Vậy trong tay mình có bao nhiêu và mình kêu gọi được bao nhiêu ạ? Tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn thôi. Trong tay của tôi có khoảng tầm 500 triệu và tôi đi vay 1 tỷ. 1 tỷ. Đi vay hay là đi kêu gọi ạ? Tôi đi vay đấy. Đi vay ạ? Đi vay đấy. Vâng. Tôi đi vay từ gia đình, một số người giúp, hoặc là tôi có một số nguồn vay của ngân hàng. Đấy. Vậy thì cái câu chuyện 1 tỷ đấy thì có tạo áp lực cho anh khi vấn đề về tài chính hay không? Có áp lực. Chia sẻ với các bạn có áp lực. Thế này tôi phải, lúc đấy thì tôi phải ngồi lại là làm câu chuyện là quản lý tài chính, quản lý dòng tiền và làm thế nào đấy để sau 1 năm cái việc khởi nghiệp của mình ấy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giải quyết được cái câu chuyện là mang lại cái nguồn vốn mà mình cần phải giải quyết được, đúng không? Và trả được những cái số tiền mà mình phải đi vay. Vâng. Đúng vậy không? Thì mất bao nhiêu lâu thì để anh có thể trả lại được cái 1 tỷ anh đi vay đấy? 16 tháng. 16 tháng. Chưa đến 2 năm. Đúng rồi, 16 tháng. Tức là tôi sẽ có cái dòng tiền vào và tôi theo kiểu là gì? Một số phần là tái đầu tư, một số phần là gì ạ? Trả nốt cái phần tiền mình đã từng gì đi vay. Thế anh là bước chân vào cái lĩnh vực giáo dục, tuy không phải là mới nhưng mà đúng thật là lĩnh vực giáo dục ở tại Việt Nam thì cũng có rất nhiều cái thách thức, và thậm chí là cái khó của người làm đào tạo đó là việc giữ lại cái bản sắc của Việt Nam, kể cả trong vấn đề mà mình đi du học hay là đi ra thị trường quốc tế. Vậy thì cái phương châm hoạt động của Havina dựa trên những cái triết lý như thế nào thưa anh Dũng? Giáo dục thì mục đích của giáo dục cuối cùng là để làm gì ạ? Thì đó là các bạn ấy phải gì ạ? Phục vụ cho công việc, đi làm để tạo ra những giá trị cho bản thân các bạn ấy trước, các bạn trẻ trước, sau đó thì tạo giá trị cho xã hội, tạo giá trị về mặt vật chất và tinh thần để lan tỏa cái sứ mệnh của các bạn đấy, đúng không? Thế nên là chúng tôi đặt là kết quả. Thứ hai nữa chúng tôi đặt đó là vấn đề là gì? Dịch vụ. Chúng tôi thay đổi cái tư duy dịch vụ. Các bạn biết là ví dụ ở Việt Nam mình thông thường là các trường công sẽ có những cái uy tín nhất định hơn. Chúng tôi thì khởi nghiệp với vai trò là một cái tổ chức giáo dục tư thục. Thế thì như các bạn biết đấy, ở nước ngoài rất là nhiều nước như là Anh, Mỹ thì có những cái trường như là trường Oxford, đúng không? Trường Cambridge hoặc là trường Harvard hoặc là Stanford thì đều cũng là trường tư cả, đúng không? Đây là những cái trường tư và họ làm rất tốt công tác đào tạo giáo dục và đầu bảng về giáo dục bây giờ luôn, đúng không? Thế nên là chúng tôi đặt là dịch vụ, mình phải thay đổi cái tư duy giáo dục và thay đổi cái tư duy dịch vụ trong ngành giáo dục để phụ huynh xứng đáng được điều đấy. Và điều thứ ba chúng tôi là lấy con người làm gốc, tôi lấy học sinh luôn là số 1, và tôi thường nói với tất cả các giáo viên, các bộ phận dịch vụ Havina đó là học sinh là số 1. Bởi vì chính học sinh là cái quan trọng, bởi vì đó mới là cái kết quả của giáo dục. Thì các giáo viên, nhân viên dịch vụ phải luôn luôn tìm cách làm sao đào tạo một cách bài bản, tạo hứng thú cho học sinh, tạo kết quả cho học sinh. Và cái cuối cùng chúng tôi đó là cộng đồng. Làm giáo dục thì phải thể hiện được cái sự lan tỏa và tính cộng đồng cao. Thì như vậy thì chúng tôi mới có thể hoàn thành cái sứ mệnh là xây dựng một cái group, một cái hệ sinh thái giáo dục được. Thì đấy là những cái triết lý cũng như là những cái giá trị cốt lõi của chúng tôi. Có thể là một cái ngành đặc thù là một tổ chức giáo dục thì cái việc mà thuyết phục của khách hàng nó cũng phải dựa vào cái sự uy tín của mình. Vậy thì trải qua trong suốt 5 năm vừa qua thì hiện tại cái portfolio và cái CV của anh cũng đã dày lên so với thời điểm là anh khởi nghiệp cùng với Havina từ năm 2013, đúng không ạ? Vậy thì tổ chức Havina được đánh giá, được các phụ huynh đánh giá và có những lứa đi du học như thế nào, và bản thân Havina cũng mong muốn là phải chăng là cái việc mà đưa các bạn ấy đi du học có phải là cái kết thúc cái công việc của mình hay không? Rồi. Havina là một hệ sinh thái giáo dục và sản phẩm của chúng tôi là con người, và chúng tôi là một hệ giáo dục hệ sinh thái khép kín, tức là từ việc là định hướng đến việc đào tạo và trải nghiệm, cung cấp chuẩn hóa về tiếng Anh, kỹ năng mềm, và sau đó chúng tôi kết nối các cơ hội học tập xa hơn cho học sinh bằng cái việc là gửi các bạn ấy đi đào tạo ở các nước tiên tiến như Anh, Úc, Mỹ, Singapore hoặc là New Zealand hoặc Canada. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi không đơn thuần là một cái đơn vị tư vấn du học chỉ làm những công tác căn bản như là tư vấn về giấy tờ, hỗ trợ thủ tục xin visa hoặc là chứng minh tài chính, mà chúng tôi làm nhiều hơn thế. Chúng tôi làm công tác đào tạo là giúp cho học sinh xác định được bản thân các bạn ấy là việc du học có thật sự cần thiết không, hay là học ở Việt Nam cũng có thể tốt hơn. Nếu bạn ấy không có những cái tố chất của một người du học, bạn không độc lập được, bạn không có cái tư duy hội nhập quốc tế, hoặc là tiếng Anh của bạn ấy quá kém, hoặc bạn không có những kỹ năng hành trang mềm của thế kỷ 21, thì tôi nghĩ rằng đi du học có lẽ là một câu hỏi phụ huynh và học sinh cần hỏi lại. Thế thì câu hỏi của bạn là nhiệm vụ chúng tôi chỉ đào tạo tiếng Anh không, rồi cho các bạn đi du học không là kết thúc chưa? Thì tôi nói các bạn là chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn đời. Thế chính vì vậy là chúng tôi quan niệm là như thế này. Một học sinh đến với chúng tôi, điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm đó là gì nào? Là định hướng, xác định mục tiêu trước, lên kế hoạch một cách bài bản. Sau đó thì chúng tôi xem các bạn ấy còn thiếu những kỹ năng nào. Ví dụ như tiếng Anh thì chúng tôi cho chuẩn hóa bằng các kỳ thi quốc tế như là IELTS. Sau đó khi bạn sang nước ngoài học tập rồi thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các bạn ấy bằng những cái dịch vụ tiếp theo, ví dụ như kết nối các cơ hội thực tập ở các tập đoàn, các trường đại học, vì chúng tôi có mối quan hệ với khoảng hơn 500 trường đại học ở nước ngoài. Bởi vì sau khi du học thì câu hỏi tiếp theo đó là để làm gì, thì nó là câu chuyện đó là làm việc, hội nhập và thành công. Sau đó các bạn ấy tạo ra giá trị, và chúng tôi khi các bạn ấy có thành công rồi, các bạn lại quay trở lại về giúp Havina chúng tôi để tiếp tục lan tỏa cái giá trị về tri thức, những cái kiến thức, cái trải nghiệm các bạn đã đạt được. Thì thực tế đã chứng minh là chúng tôi đã có rất nhiều những học sinh. Ví dụ trong 5 năm vừa qua chúng tôi đã đào tạo khoảng hơn 5.000 học sinh. Mỗi một năm chúng tôi chỉ đào tạo khoảng tầm 1.000 học sinh thôi. Năm nay chúng tôi sẽ tăng số lượng này lên. Đấy là cho mảng tiếng Anh. Còn riêng mảng du học thì hiện tại chúng tôi có khoảng tầm độ 300 em đi du học mỗi một năm cho các nước. Chúng tôi đã tập trung vào các nước nói tiếng Anh trước thôi. Thế thì cũng phải vài năm sau các bạn ấy mới thành công. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi giữ cái mối quan hệ thường xuyên với học sinh, với phụ huynh để có những cái chăm sóc kịp thời, có những cái định hướng kịp thời. Bởi vì dẫu là sang nước ngoài thì các bạn ấy vẫn có những cái khủng hoảng về tinh thần, có những cái mất gọi là phương hướng, thì vẫn cần những cái chuyên gia, những cố vấn, những anh chị hoặc là những cựu du học sinh chúng tôi kết nối với các bạn để thường xuyên hỗ trợ các bạn thường xuyên trong quá trình mà đi du học. Hãy cho tôi cơ hội để tôi có thể gắn kết và lan tỏa trí tuệ Việt. Đó không chỉ là tâm niệm mà còn là ước mơ của anh Dũng khi xác định gắn sự nghiệp của mình với nghiệp giảng dạy. Tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết, không ngừng cống hiến và không ngừng sáng tạo để tạo dựng và mang lại giá trị cho xã hội. Thế nên anh Dũng vẫn cứ miệt mài và tận tụy với từng bài giảng của mình cho học viên. Chẳng cần văn hoa, chẳng cần bay bổng, bởi với anh, hiệu quả, thành tích mà các học viên của mình đạt được mới là thước đo chính xác nhất cho những gì mà anh đang tâm huyết và đang truyền dạy. Lúc đầu thì không biết gì, nhưng bây giờ mình về nhà mình đã có thời gian. Đôi khi là nhân viên cũng phải mình tự hỏi nhân viên bằng tiếng Anh. Đó là như thế. Tôi cảm thấy rất là vui, hào hứng nữa. Cảm thấy rằng là tự nhiên là mình cảm thấy vui hơn này, tự tin hơn này. Mặc dù mới có một tuần thôi, nhưng mà trang bị được, tôi tự tin giao tiếp cơ bản được rồi, nhất là ở sân bay, hoặc là khi sân bay xong rồi mình về phòng khách sạn ra sao. Và thậm chí đến buổi học hôm nay thì khi tôi ra các trung tâm thương mại kết nối với khách hàng, tôi có thể hỏi họ, chào họ và làm quen với họ, giao tiếp với họ được 5 phút trong giao tiếp. Đấy cũng là tốt lắm rồi, tôi nghĩ vậy. Ở Havina thì ngoài cái chất lượng giáo dục ra thì em thấy khá là ổn đấy. Nhất là sau từng khóa học ở đây em thấy cái sự khác biệt của mình ấy. Thì bên cạnh đó em thấy cái sự thân thiện của các chị nhân viên ở đây ấy, cũng như là cái sự tận tình của giáo viên ấy, thì mọi người đều rất là gần gũi với nhau ấy, thì nó không có cái khoảng cách giữa học viên và giáo viên với cả các nhân viên của Havina ấy, thì em thấy điều đó rất là tốt cho việc phát triển mình, để mình khó chỗ nào mình có thể hỏi được luôn ấy. Không sai khi ví người thầy như những người lái đò dìu dắt đưa học trò của mình qua biển kiến thức, và với một người trẻ như anh Dũng, đó còn là người kiến tạo, người truyền cảm hứng. Và hơn hết, với anh, đó còn là người gắn kết và lan tỏa trí tuệ Việt. Tuy nhiên, có một ước mong cháy bỏng hơn nữa, khao khát cống hiến hơn nữa, mà có thể nhiều người cho đó là viển vông, là mơ mộng. Tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 40 để dành nhiều thời gian cho cộng đồng và trở thành một người định hướng, một người mentor cho cộng đồng khởi nghiệp. Vâng, thưa anh Dũng, là tiếp tục với chương trình, đó là hiện tại đến tận bây giờ thì cái quan niệm của anh là vẫn hướng tới các bạn trẻ, và sản phẩm mới nhất của anh có thể nói đến tận bây giờ đó là cho ra đời cái chương trình là Hành Trang Sớm và là Khởi Nghiệp Trẻ. Vậy thì anh nghĩ cái định hướng của anh cùng Havina hướng tới các bạn trẻ vẫn đang đi đúng hướng đấy chứ ạ? Tôi nghĩ là chúng tôi đang đúng hướng, bởi vì sao nằm trong cái xu thế của nhà nước mình ấy, đang hướng tới là chúng ta khởi nghiệp. Thủ tướng cũng đã quyết định là Việt Nam đi theo hướng khởi nghiệp, đúng không ạ? Các phong trào của hội học sinh, sinh viên, đoàn trung ương cũng đang hướng sinh viên tới việc là sáng tạo, đổi mới bằng công nghệ và khởi nghiệp. Bởi vì tôi nghĩ là chỉ có khởi nghiệp thì mới đưa quốc gia đi lên một cái tầm mới thôi. Thế tuy nhiên thì tôi thấy có một cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn nhận một cách rõ ràng, đó là chúng ta đang hô hào cái phong trào khởi nghiệp cho tất cả các bạn trẻ, cho tất cả cộng đồng startup. Thế tuy nhiên thì tôi thấy có một số cái điểm yếu. Điểm yếu đầu tiên đó là cái trải nghiệm. Bởi vì chúng ta là Việt Nam mình là tôi biết là theo cái hội nghị APEC vừa rồi vừa thông báo là Việt Nam mình cái khối doanh nghiệp đang thiếu kinh nghiệm để khởi nghiệp. Chính vì vậy là cái tỷ lệ thất bại rất là cao. Thế nên là tôi thấy là ngay những cái bạn sinh viên, học sinh mà sau này muốn khởi nghiệp 5-10 năm nữa ấy, thì điều đầu tiên là các bạn ấy phải gì? Quản trị bản thân các bạn đã trước. Trước khi trở thành một CEO của một doanh nghiệp nào thì tôi nghĩ là bạn phải trở thành CEO của chính các bạn ấy đã. Sau đó thì bạn phải cần được chuẩn hóa tiếng Anh. Bắt buộc phải chuẩn hóa tiếng Anh, vì nếu startup mà không có tiếng Anh thì rất khó để hội nhập. Nếu có ngoại ngữ thì các bạn ấy sẽ tiếp xúc với những cái mô hình kinh doanh hiện đại. Đấy là điều đầu tiên, hạn chế đầu tiên, vì nếu mà bạn không có ngoại ngữ thì bạn không thể biết là đâu là những mô hình kinh doanh hiện đại. Và thứ hai nữa là khi mà bạn có những cái ý tưởng, có những kinh doanh cũng như là có những cái sản phẩm ấy, thì bạn gặp khó khăn trong việc là chia sẻ cái sản phẩm đó, ý tưởng kinh doanh đó với các nhà đầu tư tiềm năng hoặc là với những khách hàng tiềm năng của mình. Và đấy là cái hạn chế, và các bạn ấy lại quay trở lại là chỉ làm việc startup trong cái cộng đồng nhỏ của Việt Nam và hạn chế về cái nguồn khách hàng cũng như là cái nguồn đầu tư từ nước ngoài. Thì chúng tôi đang làm những công tác đào tạo định hướng cho không chỉ là phụ huynh và học sinh, mà chúng tôi cũng kết hợp với các trường đại học, các trường cấp 3 để có những cái chương trình làm cộng đồng bằng những cái hoạt động gọi là chúng tôi cấp những cái học bổng hành trang tương lai cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có ý chí vươn lên, những học sinh xuất sắc đạt giải quốc gia hoặc là châu Á Thái Bình Dương hoặc quốc tế. Chúng tôi cấp những học bổng toàn phần, bán toàn phần cho các bạn để các bạn có cái môi trường học tiếng Anh và đào tạo kỹ năng mềm. Rồi chúng tôi cũng làm những cái hội thảo định hướng ngành nghề. Vì vậy là tôi nghĩ rằng là nếu tôi có thể thay đổi được 1 triệu cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam mình trong 10 năm tới, thì tôi tin rằng là cái tinh túy của các nước văn minh ấy, nó sẽ hội nhập về Việt Nam và sẽ thành công được. Tất nhiên các bạn phải giữ được cái giá trị cốt lõi của Việt Nam mình, vẫn mang cái bản sắc của Việt Nam mình ra thế giới bằng những cái ngôn ngữ, ngoại ngữ, và trong đó có tiếng Anh. Rất là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp theo tôi được biết là cũng làm về vấn đề giáo dục, khởi nghiệp về vấn đề giáo dục. Tuy nhiên thì phải nói thật là cái khả năng rủi ro của khởi nghiệp với giáo dục là cao. Ngoài là một doanh nhân thì anh còn là một người mentor nữa, và anh đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện như anh vừa chia sẻ rồi. Thì nếu mà để truyền tải một cái câu chuyện về cái vượt qua thử thách, về những khó khăn trong ngành giáo dục ở tại Việt Nam và khởi nghiệp với ngành giáo dục tại Việt Nam, thì anh chia sẻ những cái thông điệp như thế nào? Một thông điệp rất ngắn gọn thôi. Để khởi nghiệp thành công trong ngành giáo dục ấy, điều đầu tiên ấy, các bạn phải có cái đam mê. Đam mê là điều kiện cần, kiên quyết, đam mê và có thể nói là nhiệt huyết. Tức là cái lửa trong người lúc nào nó cũng phải gì? Bùng cháy với cái ngành mà mình đang làm việc. Điều thứ hai nữa là các bạn phải có cái tầm nhìn. Vì nếu mà làm giáo dục mà không có tầm nhìn, mà làm theo kiểu tự phát hoặc là ngắn hạn thì tôi nghĩ không thể đi đường dài được, và rất dễ là thất bại, mà thất bại một cách đau đớn. Tiếp theo nữa là các bạn phải luôn luôn xác định rõ là mình đã có kiến thức, ví dụ kiến thức về quản trị, kiến thức về tài chính, kiến thức về thuế, kiến thức về luật giáo dục chẳng thế. Và thế là kỹ năng. Trong rất nhiều kỹ năng đó thì có những kỹ năng là kết nối, kỹ năng gì ạ? Điều hành một hệ thống. Thì các bạn hãy xem lại. Và cái điều thứ tư nữa các bạn phải có, đó là gì? Cái năng lực. Bạn hãy xem là năng lực của mình là, ví dụ tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn là đi dạy ở các trường đại học. Ví dụ trường đại học, một số trường đại học của bạn ấy nghĩ rằng là mình là người dạy tốt, là mình có thể đứng ra mình mở một cái trung tâm tiếng Anh nhỏ nhỏ là mình dạy được. Thế nhưng mà bạn dạy rất tốt, nhưng mà bạn đứng ra bạn mở trung tâm tiếng Anh thì lại thành là thất bại. Bởi vì là bạn ấy chỉ là xác định là mình chỉ có kỹ năng giảng dạy thôi, chứ không có năng lực để quản lý. Khi có khoảng tầm độ chục giáo viên vào cộng với khoảng tầm chục nhân viên là bạn bị gì ạ? Rối hệ thống. Rồi khi ví dụ bạn đang có một cái trung tâm tiếng Anh như thế, bạn nghĩ rằng là bạn có thể mở thành một cái chuỗi trung tâm tiếng Anh, nhưng mà bạn không có đủ những cái nguồn lực về con người cũng như kỹ năng quản trị hệ thống, cũng như là gọi là cái gì nhỉ? Cái sự lì lợm trong việc quản trị ấy. Thì bạn ấy sẽ bị thất bại một cách đau đớn. Ví dụ có 2 trung tâm rồi, mở trung tâm thứ 5, thứ 6 là lại thất bại. Đấy, thế nên là tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều phải tự học, tự đổi mới bản thân, phải luôn luôn nhanh nhạy với thị trường. Và tôi nghĩ rằng là quan trọng hơn là phải luôn có những cố vấn, có những chuyên gia bên cạnh mình. Bản thân tôi cũng vậy thôi, mỗi một ngày mình phải luôn luôn học, và tôi chỉ là mỗi ngày làm sao học nhiều hơn ngày hôm qua. Thế thì làm thế nào học nhiều hơn qua thì phải đọc sách, phải tham gia những hội thảo, tham gia những cái chương trình networking, gặp những cái chuyên gia là đã đi trước rồi thì họ kể lại cho mình những cái bài học, những cái câu chuyện để mình rút kinh nghiệm. Thế đấy mà nói với các bạn trẻ một câu ngắn gọn: 1. Tầm nhìn, 2. Đam mê, 3. Kiến thức, 4. Kỹ năng, và thứ 5 nữa là phải có cái kỹ năng để kết nối, để học hỏi và luôn luôn cầu tiến. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh cùng với chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn luôn cống hiến những cái nhiệt huyết, những cái đam mê của mình dành cho ngành giáo dục của Việt Nam. Và xin chúc anh cùng với Havina Group luôn đạt được những thành công mới như là những cái kế hoạch mà anh đã vạch ra. Xin được cảm ơn anh. Okay, xin cảm ơn chương trình CEO. Vâng, thưa quý vị, và câu chuyện của CEO Nguyễn Văn Dũng, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Havina Group, cũng đã khép lại chuyên đề Diễn đàn CEO ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.